Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào học Unit 13. Unit 13 có tựa đề là Hobbies. Tựa đề bài này chắc các bạn cũng đã dễ hình dung rồi. Đó là tựa đề về những sở thích của mình đó các bạn. Và tựa đề về những sở thích này thì cũng giống như mọi cái bài học khác, thì đầu tiên chúng ta có cái phần là Before You Read. Phần Before You Read này á, thì người ta yêu cầu mình làm gì các bạn? Người ta yêu cầu mình là nhìn những bức tranh dưới đây này. Đó, nhìn những bức tranh này. Và người ta yêu cầu mình làm việc với một người bạn của trong lớp á. Và một người họ nói, chúng ta nói là cái loại giải trí nào á mà bạn thích. Đó, mà cái loại hình giải trí nào á mà bạn thích làm nhất trong thời gian rảnh của bạn, có nghĩa là những cái hình thức này này, đó, những cái môn thể thao, những cái loại giải trí, những cái sở thích đó, vân vân, đó là mình thích làm nhất trong cái thời gian rảnh của mình. Và mình nhìn đây là những cái loại hình thể thao, những loại hình giải trí, người thì thích câu cá, người thì thích bơi lội, người thì thích chơi cờ, người thì thích đánh đàn, vân vân, tùy. Vậy thì bây giờ việc của chúng ta là mình hỏi và người bạn mình trả lời các bạn nhé. Rồi bây giờ trước khi chúng ta vào thực hành mình hỏi và trả lời á, thì mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta ngày càng có nhiều niềm vui và ra nhiều video hay cho các bạn nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình bắt đầu đi vào phần trước khi chúng ta đọc là ta vào và ta hỏi các bạn nè. Rồi ví dụ như mình muốn hỏi bạn mình á, là bạn thường làm gì trong lúc rảnh rỗi của bạn hay là trong thời gian rảnh của bạn á, là mình sẽ có câu hỏi như thế này nè. Đó, đó các bạn nha. Đó, là bạn thường làm gì? Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh của bạn? Thì trong câu này thì người ta trả lời là tôi thích nghe nhạc, đọc sách, hoặc là đi câu cá, hoặc là chơi bóng đá, vân vân, tùy mình. Thì cái chỗ này là cái câu hỏi này thì mình trả lời rất là dễ, đúng không các bạn? Những cái chữ này, những cái từ này thì cơ bản các bạn đã được mình hướng dẫn phát âm nhiều lắm rồi, chắc các bạn cũng biết rồi đúng không nào? Thì nó không có gì khó cả. Bây giờ các bạn có những cái chữ ví dụ là listening chẳng hạn, hay là reading, hay là fishing, những cái này là các bạn biết rồi đúng không nào? Đó, hay là football, ball, vân vân. Đó, được chưa các bạn? Rồi đó là chúng ta hỏi người ta như vậy. Rồi bây giờ tiếp tục, khi người ta trả lời như vậy, mình có thể hỏi tiếp là thế thì cái sở thích của bạn là gì? Đó, sở thích này. Đó, những sở thích của bạn là gì? Thì trả lời những sở thích của bạn là gì thì mình trả lời là my hobbies. Đó, hobbies này là gì? Mình liệt kê ra, ví dụ là nghe nhạc này, đọc sách này, vân vân, tùy mình, được chưa các bạn? Thì cái phần trước khi chúng ta luyện đọc là như vậy là được rồi. Bây giờ mình mời các bạn bắt đầu vào phần luyện đọc. Phần luyện đọc của ngày hôm nay là rất là hay các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luyện đọc và các bạn hiểu luôn nha. Rồi, phần luyện đọc hôm nay là người ta yêu cầu mình là đọc cái đoạn văn và sau đó làm những cái bài tập phía dưới. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn đọc này. Có một số thứ mà bạn thích làm trong thời gian rảnh của bạn. Người ta gọi đó là sở thích của tôi. Đó là sở thích của tôi. Có nghĩa là có một số điều mà tôi thích làm trong thời gian rảnh của tôi, thì đó gọi là sở thích của tôi. Được chưa các bạn? Ý là như vậy. Rồi bây giờ người ta đi vào này, đi vào cụ thể này. Cái sở thích mà tôi thích làm nhất là chơi đàn guitar. Đó các bạn hình dung được chưa? Sở thích mà tôi thích làm nhất là chơi đàn guitar. Ông chú của tôi, người là một nhạc sĩ guitar, một nghệ sĩ guitar tài năng. Đó, ông chú tôi là một nghệ sĩ guitar tài năng, đã dạy tôi làm cách nào để chơi đàn guitar. Và bây giờ tôi có thể chơi một vài giai điệu đơn giản này, Tôi đã có thể bắt đầu hát trong lúc chơi đàn guitar. Ok. Nhưng tôi chưa thật sự thành công với cái điều này. Có nghĩa là vừa hát vừa đánh đàn thì cũng chưa thành công lắm, cũng được thôi. Ok. Ông chú của tôi nói với tôi rằng tất cả những gì mà tôi cần phải làm là thực hành thường xuyên, và tôi nên có thể làm điều đó. Đó, thực hành thì giỏi, làm nhiều là giỏi các bạn ạ. À, ai cũng vậy thôi. Các bạn học tiếng Anh cũng vậy, cứ học nhiều là giỏi à. Ok. Ông ấy là một người rất giỏi trong việc đàn kèm theo này. Cái accompany này á, là nó có một cái nghĩa là hộ tống, đó là nghĩa đơn của nó, nghĩa đen của nó, nhưng trong âm nhạc á, là giống như là đánh đàn đệm cho người ta hát đó các bạn.
Đó, các bạn nhớ nha, nó có nhiều cái trường nghĩa lắm, cho nên chỗ trường nghĩa này là trong âm nhạc này, là ông ta rất giỏi, ông chú tôi rất là giỏi trong việc đệm đàn cho người ta hát với cái đàn của ông ta, và tôi thật sự là ngưỡng mộ ông chú tôi rất là nhiều. Đó, các bạn hình dung được chưa? Ý là vậy nha. Rồi, tiếp tục nè các bạn nè. Tiếp tục nè, đây. Rồi, một cái sở thích khác của tôi. Đó, đầu tiên là đàn guitar rồi, đến lượt cái sở thích khác của tôi là nuôi cá. Đó, các bạn hình dung được chưa? Nuôi cá nè. Đó, keeping fish nè, là nuôi cá nha. Tôi có một cái chậu thủy tinh nhỏ và vừa vặn thôi, nhỏ vừa vặn thôi, khiêm tốn thôi, được chưa? Mà cái chậu thủy tinh nuôi cá này, các bạn dịch ngược lại chỗ này này. Tôi có một cái chậu nuôi cá bằng thủy tinh nhỏ vừa vặn. Nơi đó là trong cái chậu đó, tôi nuôi rất nhiều đa dạng các loại cá nhỏ. Được chưa bạn? Ý là như vậy nha. Một số trong số chúng á, một vài xong trong số chúng là được tôi mua về từ các shop này, từ cái chỗ bán cá này. Trong khi đó, số khác, nhiều số khác thì được tập hợp, được thu thập, được mang về đó từ những cánh đồng lúa gần nhà tôi. Đó, các bạn hiểu được chỗ này rồi gì? Rồi, ok nha. Chúng trông rất đẹp, trông chúng bơi rất là đẹp. Đó, trông chúng bơi rất là đẹp trong cái hồ đó, trong cái chậu nước đó, chậu thủy tinh đó. Và tôi rất thích cái việc xem chúng bơi đó. Và anh và mẹ của tôi cũng rất là thích xem chúng bơi. Đó, các bạn thấy nha. Mẹ của tôi cũng rất là thích xem chúng bơi. Đó, các bạn hình dung được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta vào hai cái đoạn cuối. Ngoài hai cái sở thích trên rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục sở thích tiếp theo nè. Tôi giữ những con tem. Tôi cũng giữ những con tem. Đó, tôi cũng giữ những con tem. Tuy nhiên, tôi không thể gọi cho bản thân tôi là một gì? Một người gì các bạn? Một người giống như là khao khát hay là một cái gì đó mãnh liệt đó trong cái việc sưu tầm tem đó các bạn nhé. Có nghĩa là mặc dù tôi cũng giữ những con tem, nhưng đó không phải là sở thích khao khát mãnh liệt của tôi. Các bạn hình dung được chưa? Cái đầu tiên á, người ta nêu đầu tiên là chơi đàn guitar là mãnh liệt rồi, nhưng cái này thì không bằng, sưu tầm tem không bằng. Ý thế, không phải một dạng như thế này, được chưa các bạn? Đó, cái chữ này này nó càng hiểu như vậy nha. Tôi không phải là một người khao khát trong việc sưu tầm tem. Thực ra tôi chỉ sưu tầm những con tem từ những cái bao thư đã bỏ đi rồi đó các bạn nha. Từ những cái bao thư đã bỏ đi, cái mà những cái gì các bạn, mà những người bạn của tôi, những người họ hàng và những người bạn của tôi cho tôi. Đó, bạn được chưa? Và phần lớn tôi nhặt nó, tôi có được từ những con tem ở địa phương, được chưa? Và các bạn hình dung này, cái once in a while này á, là sao các bạn? Là trước đây á, xin lỗi các bạn, không phải xin lỗi các bạn, để mình dịch lại chỗ này. Chỗ này không phải là trước đây đây, mà là thỉnh thoảng các bạn này. Thỉnh thoảng, đó, once in a while này là thỉnh thoảng, nhớ nha. Thỉnh thoảng tôi có những con tem từ những nơi đến như là Nga này, Mỹ này, Anh này, Úc này, Trung Quốc này và nhiều nơi khác nữa. Đó, thỉnh thoảng này tôi có những con tem từ nhiều nơi đó. Và tôi giữ những cái ít phổ biến. Tôi giữ những cái ít phổ biến bên trong một cái album nhỏ, bên trong một cái sưu tầm tem là sưu tầm những cái quý, cái hiếm, cái ít phổ biến đó các bạn. Tôi giữ những cái đó bên trong một cái album nhỏ này, một cái đựng album nhỏ này. Và những cái phổ biến thì tôi thường xuyên cho chúng cho người khác. Hoặc nếu họ không muốn những con tem tôi cho đó, thì đơn giản tôi chỉ cần ném nó đi. Có là những cái phổ biến là tôi ít có giữ đó, tôi phần lớn tôi cho hoặc là tôi ném đi. Còn tôi chủ yếu giữ những cái ít phổ biến. Các bạn biết sao giữ những cái ít phổ biến không? Vì là sưu tầm tem mà, sưu tầm những cái quý, cái hiếm đó các bạn, ít phổ biến là quý hiếm đó. Rồi còn không là vứt đi này, những cái phổ biến này vứt đi này, đơn giản thì vứt đi, vứt chúng đi. Rồi bây giờ đoạn cuối này các bạn này. Cũng có những sở thích khác nữa, được chưa các bạn? Đó, cũng có những sở thích khác nữa, nhưng những cái mà tôi trước đây tôi cũng đã từng khát khao đó các bạn, cũng từng mong muốn đó trong một thời gian. Có là cũng có những cái sở thích khác,
mà tôi cũng đã từng có mong muốn khát khao trong một thời gian, nhưng bây giờ tôi không còn đam mê nó nữa. Và tôi không còn đam mê nó nữa. Và tôi đang nói tôi không còn đam mê nó như là tôi đã từng nói về. Các bạn hiểu được cái ý chỗ này người ta biết không? Có là trước đây tôi rất là một vài cái sở thích tôi rất là đam mê trong một thời gian trước đây, nhưng bây giờ tôi không còn đam mê nó như tôi đã từng nói về nó trước đây. Ok, các bạn hình dung được chưa? Đó, ok. Rồi. Không, cái chỗ này các bạn dịch cho sát nghĩa thì không nên nói như vậy. Nói như vậy thì cũng không sai lắm, nhưng nói này đúng chính xác hơn là cũng có những cái sở thích mà tôi từng đam mê trong một thời gian trước đây, nhưng bây giờ chúng không đam mê bằng những cái tôi đã nói với các bạn. Đang nói với các bạn này, đã nói với các bạn vừa nói xong này. Đó, mình phải nói như vậy nó chính xác hơn. Đây, không đam mê bằng những cái này này. Ví dụ những cái này này, once này, các bạn đã để ý này, là những con tem này, rồi là nuôi cá này, là chơi đàn guitar này. Đó, là không bằng những cái này này. Đó, là những cái đó, là đóng vai là những cái đó. Như vậy là những cái sở thích trước đây tôi đã từng á, thì bây giờ không thể đam mê bằng những cái mà tôi vừa nói cho các bạn đó. Đó, nói như vậy là chính xác hơn các bạn nha. Dịch như vậy đó, chứ còn nếu mà dịch hồi nãy là chưa chính xác hoàn toàn đâu. Ok, dịch như thế này mới là 100% này. Rồi, đó, như vậy là đôi lúc là mình cũng không để ý, cái mình không để ý là mình dịch dễ lộn lắm. Cho nên khi mình để ý lại thì nó lỗi, các bạn thông cảm nha. Khi tôi đã để ý lại là tôi nắm được rồi. Ok, rồi. Chúng là những cái sở thích mà chúng tôi đã vừa nói trên đó. Chúng thật sự keep me occupied. Python này là lấy nhiều thời gian của tôi đó các bạn. Các bạn hình dung được chưa? Đó, chúng thực sự lấy nhiều thời gian của tôi và tôi cũng rất là vui tôi có thể làm chúng. Đó, còn là mặc dù chúng chiếm nhiều thời gian của tôi nhưng mà tôi rất là vui để tôi làm những việc đó. Như vậy là rõ ràng cái bài đọc này á nó tương đối hay, nhưng nếu chúng ta không dịch cẩn thận á thì nó dễ sai, nó dễ lộn các bạn. Và tôi đã dịch cẩn thận được rồi. Mong các bạn thích cái bài dịch này, thích cái video này. Và các bạn nhấn đăng ký, chia sẻ để chúng ta ngày càng phát triển và chúng ta có nhiều video hay tiếp theo các bạn nha. Và các bạn video tiếp theo ta sẽ làm bài tập 1 và những bài tập tiếp theo, bài tập khác. Rồi, bây giờ cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe, theo dõi và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.